Khách loan tin có bom, một chuyến bay xuất phát từ Đà Nẵng phải hạ cánh khẩn cấp. Tiết lộ bất ngờ về vụ nam thanh niên sống sót thần kỳ trong 9 ngày bị lũ cuốn. Cận cảnh không quân Việt Nam phô diễn kỹ năng chiến đấu xuất sắc. Lâm Đồng lốc xoáy kinh hoàng nhổ bật gốc gần 100 cây bạc tỷ gây thiệt hại nặng nề. Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức thời sự của Báo Thanh Hóa. Vừa rồi là những nội dung được tóm lược sẽ có trong chương trình. Ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, đại diện hãng hàng không Vietjet cho biết, một hành khách trên chuyến bay VZ961 ngày 26 tháng 9 của Vietjet Thái Lan từ Đà Nẵng đến Bangkok, Thái Lan đã thông báo có bom trên tàu bay. Đại diện Vietjet Thông tin phi hành đoàn đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp an toàn hàng không và thông báo cho bộ phận an ninh tại sân bay đến. Sau khi máy bay hạ cánh tại sân bay Suvarnabhumi của Thái Lan, máy bay đã được kiểm tra kỹ an ninh hành khách và hành lý. Sau quy trình kiểm tra, nhà chức trách nhanh chóng kết luận là thông tin giả. Tiếp theo, các bộ phận liên quan vẫn tiếp tục kiểm tra an ninh một lần nữa để đảm bảo an toàn tối đa. Hành khách báo tin giả đã được báo cáo với các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định. Hãng hàng không Vietjet Air khẳng định hoạt động khai thác luôn tuân thủ các quy định an toàn nghiêm ngặt theo chuẩn quốc tế. Tất cả các hành vi gây rối dẫn đến làm hoang mang hành khách, ảnh hưởng quá trình khai thác của các hãng hàng không sẽ bị xử phạt và xử lý theo quy định của pháp luật. Được biết, trạng bay Đà Nẵng-Thái Lan của hãng hàng không Vietjet chính thức khai thác trở lại ngày 27 tháng 3. Đường bay Bangkok sân bay Suvarnabhumi của Đà Nẵng được Vietjet Thái Lan khai thác 3 chuyến cứ hồi hàng tuần vào mỗi thứ tư, thứ sáu và chủ nhật với thời gian bay mỗi chặng khoảng 1 giờ 40 phút. Cũng trong ngày 26 tháng 9, một hành khách nữ người Ba Lan đã bị bắt tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi sau khi bị cáo buộc đe dọa đánh bom trên chuyến bay của hãng hàng không Thái Vietjet từ Đà Nẵng, Việt Nam đến Bangkok. Chuyến bay vz 961 chở 121 người, trong đó có một trẻ sơ sinh và 6 thành viên phi hành đoàn. Theo báo cáo của Tổng giám đốc sân bay Suvarnabhumi Kittipong Kittikachon, Trung tâm an ninh của sân bay đã được cảnh báo lúc 14 giờ 18 phút ngày 26 tháng 9 về mối đe dọa trên máy bay. Ngay lập tức, các đội y tế an ninh, cứu hỏa, cứu hộ đã có mặt, máy bay được chỉ dẫn đến một vị trí đỗ biệt lập ở phía đông của sân bay. Hành khách và phi hành đoàn đã được sơ tán kịp thời và đưa đến trạm cứu hỏa và cứu hộ của sân bay. Các nhân viên an ninh đã tiến hành khám xét kỹ lưỡng hành khách và hành lý sách tay của họ, trong khi một đội xử lý bom mìn EOD đã kiểm tra tất cả hành lý ký gửi vào máy bay. Kết quả họ không tìm thấy vật thể hoặc chất nổ đáng ngờ nào. Kế hoạch ứng phó khẩn cấp đã được dỡ bỏ lúc 16 giờ 31 phút cùng ngày. Sau đó, Hải Việt Z đã hộ tống tất cả hành khách và phi hành đoàn thực hiện các thủ tục đến nơi bình thường. Sự cố không ảnh hưởng đến hoạt động chung của sân bay. Tại trường bắn TB2 Sơn Tây Bình Định, các phi công Su-27, Mi-8 và Z-130 của Không quân Nhân dân Việt Nam vừa có đợt sát hạch khả năng công kích mục tiêu trong điều kiện ban ngày và ban đêm với sự tham gia của nhiều phi công. Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không Không quân chủ trì cuộc sát hạch. Dự cuộc sát hạch còn có lãnh đạo chỉ huy các cơ quan quân chủng phòng không không quân, các sư đoàn không quân và trường sĩ quan không quân cùng lực lượng phi công của các đơn vị. Trước đó, trong hai ngày 24 và 25 tháng 9, Sư đoàn Không quân 372 và Trường sĩ quan Không quân thuộc Quân chủng Phòng không Không quân đã tổ chức một ban bay ngày và một ban bay đêm, thực hiện hàng chục lần chuyến bay công kích mục tiêu bằng máy bay Su-27, trực thăng Mi-8 của hai Trung đoàn 925, Trung đoàn 930 thuộc Sư đoàn 372 và máy bay Rắc-130 của Trung đoàn 940 thuộc Trường sĩ quan Không quân. Quá trình chuẩn bị cho diễn tập, các cơ quan quân chủng phòng không không quân và các đơn vị tham gia đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ thị của Tư lệnh Quân chủng phòng không không quân, động viên bộ đội khắc phục khó khăn, tích cực chuẩn bị mọi mặt, chủ động tổ chức huấn luyện bay ứng dụng chiến đấu, đánh mục tiêu mặt đất cho các phi công tổ bay, nhất là phi công trẻ lần đầu tham gia bắn ném bom đạn thật. Cùng với đó, các đơn vị đã chuẩn bị tốt máy bay, vũ khí sát thương và các phương tiện xe máy, điện khí phục vụ bay theo kế hoạch đường băng đường lăn sân đỗ đảm bảo tốt các phương tiện đài trạm thông tin đảm bảo thông tin radar luôn thông suốt vững chắc trên cả hai mạng thông tin chỉ huy thông tin bảo đảm bay tại sân bay Phú Cát và trường bắn TB2 trong công tác tổ chức chỉ huy điều hành bay đã đánh giá đúng tình hình khí tượng triển khai bay đúng thời cơ duy trì nghiêm túc các chế độ nên nếp trong ba giai đoạn bay. Công tác phối hợp hiệp đồng giữa các vị trí chặt chẽ chỉ huy điều hành bay nhịp nhàng khoa học, lực lượng phi công các tổ bay chuẩn bị bay tỉ mỉ hết nội dung, đầy đủ biện pháp an toàn bài bay. Hiệp đồng bay chặt chẽ giữa phi công buồng trước, buồng sau số 1, số 2 khi thực hành bay và khi sử dụng vũ khí, chấp hành nghiêm lệnh của chỉ huy bay, chỉ huy trường bắn, dẫn đường các vị trí, thực hành bắn ném bom đạt kết quả cao và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả thực hành bắn ném bom đạn thật có 100% đạt khá giỏi và xuất sắc, trong đó kết quả xuất sắc và giỏi đạt tỷ lệ rất cao. Sáng 26 tháng 9, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết, người dân phát hiện một thi thể nam mắc kẹt trong bụi rậm ven sông Cái, đoạn chảy qua xã Hàm Thắng. Sau khi đưa thi thể lên, căn cứ vào hình dạng quần áo trên người nạn nhân, gia đình xác định là MNGH, 18 tuổi, nam sinh lớp 12, trường trung học phổ thông Hàm Thuận Bắc, ngụ xã Hàm Thắng. Đáng chú ý, quấn quanh bụng em NGH là một sợi dây cột chặt vào một cục đá nặng khoảng từ 7 đến 8 kg và thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Trưa 26 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y và bàn giao thi thể nam sinh lớp 12 cho gia đình lo hậu sự. Theo những người hàng xóm, dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng em hát rất hiền lành, ngoan ngoãn. Lúc rời khỏi nhà, em hát mặc áo thun xám, quần đùi màu đen. Vị trí nơi phát hiện thi thể nằm cách nhà nam sinh lớp 12 này chỉ khoảng 100 m Qua trích xuất camera xác định, vào trưa ngày 21 tháng 9, em hát đi học về, sau đó thay đồ ra khỏi nhà và mất tích đến ngày 26 tháng 9 thì tìm được thi thể. Vụ việc đang được công an điều tra. Ngày 27 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huê, Lâm Đồng thông tin, do mưa lớn kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh đã làm bật gốc gãy đổ 97 cây sầu riêng từ 3 đến 10 năm tuổi của 19 hộ dân. Ngoài ra, còn có hàng chục cây trồng khác như mít, điều bị hư hỏng. Ngay sau đó, huyện Đạo Hoài đã khẩn trương bố trí các lực lượng tập trung khắc phục hậu quả, chủ động xử lý cây ngã đổ ra đường để đảm bảo giao thông thông suốt, đồng thời cử nhiều đoàn đến các hộ có thiệt hại trong đợt mưa vừa qua để động viên, thăm hỏi. Hàng năm, trong mùa sầu riêng, người dân tại các xã như Hà Lâm, Phước Lộc, Đạ Tồn, Đạ Oai và thị trấn Đạm Ri của huyện Đạo Hoài thường xuyên phải hứng chịu các trận mưa lớn kèm lốc xoáy, khiến sầu riêng của bà con bị ngã đổ, rụng trái, gây thiệt hại lớn. Trong khi đó, cành của cây sầu riêng rất dễ bị gãy nếu xảy ra mưa, gió lớn. Chính vì vậy, với cây sầu riêng, người dân nhiều địa phương phải sử dụng dây lớn để buộc giữ các cành cây. Cách làm này giúp chống gãy cành, rụng quả, giảm thiệt hại nếu xảy ra gió lớn. Sầu riêng hiện vươn lên vị thế vua trái cây của Việt Nam gia nhập nhóm nông sản tỷ đô khi đem lại giá trị xuất khẩu 2,24 tỷ đô la Mỹ năm 2023. Xuất khẩu sầu riêng, góp phần quan trọng giúp ngành hàng rau quả lập kỷ lục lịch sử 5,7 tỷ đô la Mỹ. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh công bố tình trạng thiên tai khẩn cấp với một loạt trụ sở, công trình do bị bão số 3 gây thiệt hại nặng để có biện pháp khắc phục nhanh. Việc công bố tình trạng thiên tai khẩn cấp là cơ sở căn cứ pháp lý để thực hiện quy trình rút gọn nhằm khắc phục nhanh các sự cố thiệt hại do bão số 3 gây ra đối với các công trình. Trong số các công trình nằm trong diện công bố khẩn cấp về thiên tai, có 7 công trình trụ sở cơ quan cấp tỉnh, gồm trụ sở đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, trụ sở trung tâm truyền thông tỉnh, trụ sở thanh tra tỉnh, trụ sở trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, trụ sở liên cơ quan số 2, trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cử, nhà khách tỉnh cơ sở 1 và 2. Các công trình trên bị thiệt hại, hư hỏng nặng về các máy kính lấy ánh sáng, tốc mái tôn, hệ thống trần, điều hòa, điện, thiết bị nội thất bị hư hỏng do ngấm nước. Nếu không sửa chữa ngay, nguy cơ tài sản sẽ tiếp tục bị hư hại, mất an toàn. Lĩnh vực y tế có 13 công trình cũng được công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, trong đó có bệnh viện bãi cháy, bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, bệnh viện đa khoa khu vực Cẩm Phả, trung tâm kiểm soát bệnh tật và một số trung tâm y tế ở các huyện, thị xã, thành phố. Các công trình trên cũng bị hư hại nặng do bão số 3 gây ra và nếu không được sửa chữa ngay, thì nguy cơ sẽ bị hư hại thêm và mất an toàn. Ngoài ra, Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh cũng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với một số công trình giao thông nhằm ứng phó, khắc phục các hư hỏng, kết cấu hạ tầng giao thông trên một số tuyến đường trọng điểm như cao tốc Hạ Long, cầu Bạch Đằng, tuyến Cẩm Hải, Vân Đồn, Tiên Yên, các tuyến tỉnh lộ 326, 342, 329, 330, đường liên huyện Uông Bí, Hoành Bồ, đường nối quốc lộ 18, Yên Tử, Ngọa Vân và đường từ mốc 61 đến mốc 68. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng ra quyết định về việc ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp đối với các công trình trên. Ngoài ra, ngày 26 tháng 9, ông Cao Tường Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo phương án xử lý và công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai với hiện tượng sạt trượt đất đá tại tổ 7, khu 5, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, sau khi phát hiện sạt trượt đất đá tại tổ 7 khu 5, phường Quang Hành, chính quyền thành phố Cẩm Phả đã tổ chức di rời toàn bộ 136 hộ dân với gần 400 nhân khẩu đến nơi an toàn và tổ chức 14 đơn vị chuyên ngành tổ chức khảo sát, quan trắc khu vực sạt trượt. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ban dân tỉnh Quảng Ninh đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với hiện tượng sạt trượt đất đá tại tổ 7, khu 5, phường Quang Hành, thành phố Cẩm Phả. Lực lượng chức năng huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai vừa qua đã giải cứu thành công nam thanh niên bị mắc kẹt giữa dòng lũ dữ trên sông Ayun trong trạng thái sức khỏe suy kiệt nghiêm trọng. Thanh niên được giải cứu là Phan Minh Thắng, 20 tuổi, chú thôn Hà Lòng 1, xã Cơ Giang, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai. Sau khi được chăm sóc đặc biệt tại trung tâm y tế huyện Mang Giang, sức khỏe của Thắng đã dần hồi phục, song còn rất yếu. Nét mặt Thắng thẫn thờ, giọng nói thều thào, đứt quãng do nhiều ngày phải đối diện, với đói rét, sợ hãi vì cái chết luôn cận kề. Phải thật chăm chú lắng nghe mới hiểu được những ngày qua đối với Thắng khủng khiếp như thế nào. Thắng kể, chiều 16 tháng 9, sau khi tan làm ở một quán cà phê tại xã Đắc Răng, huyện Mang Giang, em đi xem múa lân rồi đón xe đến nhà dì ruột ở xã Đê A cách khoảng 30 km để chơi. Khi đến cầu Lơ pang giáp ranh giữa xã Đắc Răng và xã Lơ pang huyện Mang Giang, cách nhà khoảng 8 km, em đổi ý quay về, đứng đón xe một lúc không được, em thấy mấy người câu cá nên xuống xem rồi nằm dưới mố cầu ngủ quên lúc nào không biết. Đến khi bị dòng nước cuốn trôi, thắng mới tỉnh giấc, em với tay bám vào bờ nhưng không kịp. Nam thanh niên nhớ lại và chia sẻ, do không biết bơi nên khi bị nước cuốn, em cua tay loạn xạ, may trúng cành cây nên bám vào được, định thần lại mới biết mình bị trôi ra lùm cây ở giữa sông. Lúc này trời đã tối, Em nhìn xung quanh, thấy có gò đất nổi lên mờ mờ nên bám theo mấy cành cây tới đó để trú tạm. Thắng nói, thời gian bị mắc kẹt, trời mưa nhiều nên quần áo luôn ướt sũng, đêm về lạnh thấu xương. Em phải cởi ra vắt rồi chùm lên đầu ngồi vậy cho đến sáng. Những ngày ở đây không có gì ăn, Thắng phải uống nước sông cầm cự nên cơ thể ngày một suy kiệt, nhiều lúc lâm vào mê man. Ngày thứ ba trời mưa rất to, nước sông dâng cao ngập hết gò đất, khiến em phải men theo cành cây để di chuyển lên phía thượng nguồn. Em phải mất một ngày mới có thể di chuyển đến chỗ mấy cây to và cao để bám trụ cho đến khi được cứu sống. Chàng thanh niên 20 tuổi cho biết mặc dù đói, khát và sợ hãi, nhưng ba ngày đầu vẫn còn tỉnh táo. Sau đó thì em mơ màng, nhiều khi như rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh. Sáng 24 tháng 9, Phan Minh Thắng từ trên cành cây tụt xuống uống nước, nhưng không còn sức để leo lên, nên ngồi lại tại chỗ rồi thiếp đi. Khi đang mê man thì nghe tiếng gọi, Thắng tỉnh dậy và sau đó được lực lượng chức năng cứu sống. Thắng xúc động nói, nếu không được các chú công an cứu sống thì cứ ngồi đấy cho đến chết thôi, chứ em cũng hết cách rồi. Trước đó Thắng có nhìn thấy một người đồng bào đi ra bờ sông nên gọi kêu cứu, nhưng không hiểu vì sao người này bỏ chạy, không thấy kêu người đến giúp. Theo thông tin ban đầu, công an huyện Mang Yang xác định thời điểm từ lúc Thắng ra khỏi nhà tới lúc được phát hiện giải cứu trên sông Ai Dùng là 9 ngày. Thiếu tá Đinh Hồng Phương, Phó trưởng Công an huyện Mang Yang cho hay, sau khi nghe Công an xã báo tin đã huy động hết lực lượng Công an hai xã Đắc Răng và Lơ Pang cùng đội cứu hộ cứu nạn Công an huyện tới hiện trường. Thiếu tá Phương là người trực tiếp chỉ đạo cứu nạn tại hiện trường, điều động phao, dây và các chiến sĩ bơi cứu nạn đi cùng. Khi tiếp cận hiện trường, Công an nhờ dân địa phương chỉ dẫn hướng dòng chảy, luồng lạch rồi bơi ra tiếp cận cứu nạn. Khoảng 45 phút từ lúc tiếp cận, lực lượng đã cứu được nạn nhân lên bờ. Công an huyện Mang Yang cho rằng trong việc này, một số vấn đề liên quan cần được xác minh thêm sau khi nạn nhân đã ổn định tinh thần, phục hồi sức khỏe. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh chủ trì phiên họp ban tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2024. Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho biết Ban tổ chức đã báo cáo ban thường vụ Thành ủy Hà Nội xem xét quyết định dừng, điều chỉnh quy mô và thời gian tổ chức các hoạt động do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Cụ thể thành phố dừng 8 hoạt động, trong đó dừng tổ chức bán pháo hoa tối ngày 10 tháng 10 năm 2024 tại 30 điểm trên địa bàn thành phố. Dừng trình diễn nghệ thuật ánh sáng chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày giải phóng thủ đô. Thành phố cũng điều chỉnh quy mô, thời gian 7 hoạt động trong đó, giảm quy mô chương trình nghệ thuật đặc biệt Thành phố Hòa bình, Thành phố Rồng bay tối ngày 10 tháng 10 từ tổ chức tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sang tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long. Thành phố cũng đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị an ninh trật tự để tổ chức tốt ngày hội văn hóa vì hòa bình, kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô và 25 năm Hà Nội được vinh danh Thành phố vì hòa bình. Theo ông Hồng Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm ngày giải phóng thủ đô được tổ chức vào sáng ngày 10 tháng 10 năm 2024 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với khoảng 3.000 đại biểu tham dự. Ủy ban Nhân dân thành phố đã xây dựng dự thảo kế hoạch lễ kỷ niệm cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, hoàn thiện dự thảo kế hoạch trình thành ủy, báo cáo Ban tuyên giáo Trung ương, Thường trực Ban Bí Thư, Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 3 năm 2022-2025. đến Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh yêu cầu công tác thông tin truyền thông về 70 năm ngày giải phóng thủ đô cần được đẩy mạnh, đảm bảo đúng tầm, đúng mức, phù hợp, thể hiện rõ sự tri ân những hy sinh của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Nội nói riêng và các địa phương trên cả nước nói chung đã đóng góp vào công cuộc giải phóng thủ đô cách đây hơn 70 năm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thiện đề án lễ tân, phân công nhiệm vụ cụ thể trong lễ kỷ niệm cấp quốc gia và các chương trình có sự tham gia của lãnh đạo Đảng, nhà nước, các khách mời địa phương trong nước và quốc tế. Ủy ban nhân dân 30 quận huyện thị xã chỉ đạo tổ chức vệ sinh môi trường, trang hoàng đường phố xanh, sạch, đẹp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi ở cơ sở và phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương. Ngày 26 tháng 9, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, ông Phạm Thành Công Tránh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì đã hai lần nhận tiền của người dân. Theo đó, do có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, ông Phạm Quốc Cường, chú tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã gặp và nhờ ông Công giúp đỡ. Sau đó, ông Cường đã chuyển hai lần tiền cho ông Công với tổng số tiền là 1 tỷ đồng. Thông tin điều tra, ông Công không có chức năng, nhiệm vụ liên quan thu hồi, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Người này biết rõ hành vi không đúng quy định pháp luật, tuy nhiên vẫn lợi dụng danh nghĩa hứa hẹn thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho người dân, chiếm đoạt số tiền 1 tỷ đồng. Trước đó, ngày 24 tháng 9, Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Phạm Thành Công, Tránh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đêm 24 tháng 9, cơ quan công an tổ chức khám xét nơi làm việc và nhà riêng của ông Công, thu thập nhiều thùng tài liệu phục vụ công tác điều tra. Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau thời gian trinh sát mật phục khoảng 21 giờ 15 ngày 25 tháng 9, đơn vị chủ trì tổ chức lực lượng phối hợp Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an và đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy Công an huyện Phúc Thọ tiến hành kiểm tra, bắt giữ hai tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng, thuộc địa phận xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ. Tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện phương tiện thủy gắn số đăng ký VR07033693 có 3 người gồm PVD1977, trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, TVA, sinh năm 1987, trú tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang và PVA, sinh năm 2002, trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Trên phương tiện lắp đặt thiết bị bơm, hút cát đang thực hiện hút cát từ lòng sông Hồng, bơm sang khoang chở hàng của phương tiện thủy chở hàng gắn số đăng ký VP1959 đang neo đậu kế bên. Kiểm tra phương tiện thủy chở hàng gắn số đăng ký VP1959, phát hiện có hai người gồm NVM sinh năm 1986 và KVT sinh năm 1992, cùng trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Làm việc với cơ quan công an, anh M xuất trình giấy chứng nhận, thuyền trưởng hạng T1. Trên khoang chứa hàng có khoảng 200 mét khối cát. Qua làm việc, cả 5 người có mặt trên hai phương tiện đều không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ ban đầu, tạm giữ hai phương tiện, thiết bị liên quan và khoảng 200 mét khối cát để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các bị hại trên ứng dụng hẹn hò, Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắc đã tuyên phạt bị cáo Vũ Duy Sơn, 27 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo nội dung vụ án, năm 2022, Sơn được các đối tượng người Việt Nam đang sinh sống ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thuê trực trang đánh bạc trực tuyến. Sau đó, các đối tượng tiếp tục thuê Sơn tham gia vào nhóm lừa đảo thông qua ứng dụng app hẹn hò, kỹ nữ, các ứng dụng cung cấp hình ảnh và video nhạy cảm tìm bạn khác giới để tâm sự. Thủ đoạn của nhóm này là dụ dỗ người chơi tham gia, nạp tiền vào ứng dụng để đăng ký thành viên trên app hẹn hò. Nếu nạp mức tiền càng cao thì sẽ được vào trong một nhóm chat VIP cao hơn và nếu người chơi đăng nhập thành công thì sẽ được phía công ty hoàn trả lại số tiền đã nạp và còn có một khoản tiền lãi. Ban đầu, khi người chơi nộp số tiền nhỏ, các đối tượng sẽ chuyển trả kèm thêm tiền lãi để tạo lòng tin. Tuy nhiên, khi người chơi nộp vào số tiền lớn thì các đối tượng sẽ đưa ra nhiều lý do như nhập sai cú pháp, phải đóng bảo hiểm, tiền thuế thì mới rút được tiền về. Đến khi người chơi không còn khả năng tài chính hoặc nghi ngờ bị lừa đảo thì các đối tượng sẽ chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ tiền mà người chơi đã nộp. Với thủ đoạn trên, từ tháng 12 năm 2022 đến ngày 10 tháng 5 năm 2023, Vũ Duy Sơn đã giúp sức cho đồng bọn lừa đảo hàng trăm người trên địa bàn cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng hơn 200 tỷ đồng. Sơn được giao nhiệm vụ lập, cung cấp các tài khoản ngân hàng để tiếp cận số tiền các đối tượng lừa đảo được. Sau đó, Sơn sẽ chuyển toàn bộ số tiền cho đồng bọn và được trả tiền lương 12 triệu đồng một tháng. Đến nay, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ xác định Sơn và đồng bọn đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 22 người đàn ông với tổng số tiền hơn 4,4 tỷ đồng. Mới đây, tại hội nghị giao ban báo chí tháng 9 do ban tuyên giáo tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức, ông Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã thông tin về tiến độ xử lý công trình không phép lấn chiếm đất nhà nước quản lý tại dốc Hoàng Hôn. Theo đó, vào tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Phú Hải kiểm tra và phát hiện có trường hợp xây dựng trái phép tại khu vực núi Cố của cơ sở kinh doanh dốc Hoàng Hôn. Do diện tích đất vi phạm lớn và hình thể phức tạp nên không thể lập biên bản vi phạm hành chính tại thời điểm này, địa phương phải phối hợp với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Phan Thiết cùng làm việc với chủ cơ sở để tiến hành đo đạc diện tích vi phạm. Trên cơ sở kết quả đo vẽ lập bản đồ thửa đất vi phạm Ủy ban Nhân dân phường Phú Hải tiếp tục mời chủ cơ sở làm việc để lập biên bản vi phạm hành chính và trình Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành quyết định xử phạt hành vi chiếm đất do nhà nước quản lý với diện tích hơn 4.500m2 và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất, trả lại đất do nhà nước quản lý. Ngày 31 tháng 7 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Ngọc Phẩm về hành vi chiếm đất do nhà nước quản lý. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc ông Phẩm khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất do nhà nước quản lý. Sau khi giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho đại diện chủ cơ sở, Ủy ban nhân dân phường Phú Hải đã nhiều lần mời chủ cơ sở làm việc nhưng hộ dân không phối hợp và chưa chấp hành quyết định xử phạt. Ủy ban nhân dân phường Phú Hải không kịp thời báo cáo đề xuất tháo gỡ vướng mắc. Đến tháng 7 năm 2024, Ủy ban nhân dân phường Phú Hải đã trình quyết định cưỡng chế Tuy nhiên, theo ý kiến thẩm định của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết, hồ sơ cưỡng chế chưa đảm bảo chặt chẽ về trình tự, thủ tục nên phải hủy bỏ quyết định, xử phạt vi phạm hành chính ban đầu, làm kéo dài thêm thời gian ban hành quyết định cưỡng chế. Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết đã thành lập tổ công tác cùng với Ủy ban nhân dân phường Phú Hải tiến hành đo đạc lại toàn bộ diện tích lớn chiếm các công trình vi phạm để làm cơ sở xử phạt vi phạm hành chính và tiến hành cưỡng chế đảm bảo chặt chẽ đúng quy định hiện hành. Hiện đối tượng vi phạm đã chấp hành và đang khẩn trương tự động tháo rỡ các hạng mục xây dựng trái phép, thời điểm tháo rỡ bắt đầu từ ngày 13 tháng 9. Đến nay, ông Nguyễn Ngọc Phương đã tự nguyện tháo rỡ 7 trên 10 công trình vi phạm. Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Phú Hải giám sát, đôn đốc việc tháo rỡ phải hoàn thành trong tháng 9. Việc xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan, ông Sơn cho biết vào ngày 9 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết đã ban hành công văn phê bình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Hải vì đã buông lỏng quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai xây dựng, chậm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết trong việc xử lý triệt để hành vi vi phạm đối với ông Nguyễn Ngọc Phẩm để vụ việc kéo dài gây bức xúc trong dư luận xã hội. Sau đó một ngày, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết tiếp tục có công văn yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm điểm nghiêm trách nhiệm người đứng đầu và có biện pháp xử lý theo quy định đối với cán bộ, công chức có liên quan để xảy ra tình trạng chiếm đất chưa sử dụng do nhà nước quản lý và xây dựng trái phép. Đến ngày 11 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Hải trong vòng 15 ngày kể từ ngày 12 tháng 9 để xem xét xử lý trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai xây dựng trên địa bàn phường Phú Hải. Đến thời điểm hiện nay, Ủy ban nhân dân phường Phú Hải đã xác định được trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và hiện đang tổ chức họp kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định. Ngày 17 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết tổ chức kiểm điểm Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Hải và các cán bộ công chức có liên quan, hiện giao cho phòng Nội vụ thành phố Phan Thiết triển khai thực hiện các quy trình, thủ tục tiếp theo theo quy định và hoàn thành trong tháng 9. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 15 tháng 9 đến 20 tháng 9, bà Vân đã sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải nhiều bài viết có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, vu khống nhằm hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Các bài viết đăng công khai gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Ngày 26 tháng 9, công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam bà Bùi Thị Hồng Vân, sinh năm 1962, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước đó, bà Vân đến trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cùng một nhóm người yêu cầu được gặp lãnh đạo tỉnh để chất vấn các nội dung liên quan đến dự án xây dựng đường dây điện 220 kV Thái Nguyên, Tuyên Quang đi qua huyện Đại Từ. Tại đây, bà Vân đã có những lời nói xúc phạm, vu khống lãnh đạo đảng nhà nước. Lực lượng chức năng đã yêu cầu công dân không tập trung đông người và di chuyển đến trụ sở ban tiếp công dân tỉnh để làm việc, nhưng bà Vân không chấp hành, sau đó có hành vi nêu trên. Lực lượng chức năng Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. Mới đây, ông Nguyễn Hồng Ân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi thường trực tỉnh ủy về nội dung liên quan đến biệt thự cổ 100 năm tuổi của Đốc Phủ Sứ Võ Hà Thanh, hay còn gọi là nhà lầu ông Phủ có nguy cơ bị giải tỏa khi thi công dự án đường ven sông Đồng Nai. Ông Võ Hà Thanh sinh năm 1876, quê Quảng Ngãi, theo cha vào Biên Hòa từ nhỏ Ban đầu, từ người làm thuê, ông đã làm chủ đồn điền cao su, hầm khai thác đá lớn của Biên Hòa, thành Đốc phủ xứ. Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, năm 2016, nhận thấy một số giá trị về mặt kiến trúc của công trình nhà lầu ông phủ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo ban quản lý di tích danh thắng tỉnh nghiên cứu, đánh giá sơ bộ để đề nghị bổ sung vào danh mục đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh. Ngày 23 tháng 3 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận phê duyệt danh mục thay đổi, bổ sung quy hoạch lộ trình xếp hạng di tích danh thắng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2020 với tên gọi Nhà lầu Ông phủ bằng nguồn vốn ngân sách. Ban quản lý di tích danh thắng tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần đến liên hệ gia đình để phối hợp lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích. Tuy nhiên, chủ nhà PV, người sinh sống tại trong căn biệt thự tại thời điểm này, kiên quyết không đồng ý xếp hạng di tích. Ông Ân nói, theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng Nai, trong quá trình tìm hiểu, lực lượng chức năng phát hiện, nhà lầu ông Phủ cũng đang có sự tranh chấp quyền sử dụng, sở hữu giữa các thế hệ sau của người xây dựng ngôi nhà, ông Võ Hà Thanh. Sau nhiều lần thuyết phục nhưng bất thành, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo ban quản lý di tích danh thắng tỉnh dừng thực hiện lập hồ sơ di tích và đưa ra khỏi danh mục lập hồ sơ xếp hạng di tích. Ông Ân nói thêm: "Năm 2023, tỉnh Đồng Nai triển khai thi công công trình đường ven sông Đồng Nai. Thời điểm này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nhận được đơn của bà Đặng Thị Linh Phương, người trông giữ ngôi biệt thự hiện nay, đề nghị giữ lại ngôi biệt thự." Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch đã có văn bản đề nghị Ban quản lý dự án thành phố Biên Hòa xem xét giải quyết. Ngày 19 tháng 9, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nhận được giấy mời của Sở Xây dựng Đồng Nai về việc khảo sát thực tế phạm vi giải tỏa công trình kiến trúc lâu đời khi triển khai thi công công trình đường ven sông Đồng Nai. Tại đây, Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch đã đánh giá hiện trạng và đề xuất với các đơn vị có liên quan thống nhất đề xuất tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nghiên cứu chỉ đạo các giải pháp gìn giữ, bảo tồn công trình kiến trúc biệt thự hiện hữu vì những giá trị vốn có của ngôi biệt thự, ông ân nói. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Hữu Vũ, sinh năm 1980, thường trú tại ấp Quy Lân 1, xã Thạnh Quế, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ về tội giết người. Theo thông tin ban đầu xác định, ngày 23 tháng 3 năm 2022, Vũ mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Hồ Văn Đức, sinh năm 1962, là chú vợ của Vũ, để thế chấp vay của bà Nguyễn Thị The, sinh năm 1966, chú xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, số tiền 500 triệu đồng. Sau thời gian trả nợ, Vũ còn thiếu bà The 100 triệu đồng tiền gốc và 200 triệu đồng tiền lời, nên bà The không trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Vũ. Ngày 20 tháng 7 năm 2024, ông Đức qua nhà gặp Vũ đòi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vũ tức giận việc bà The hứa trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đức nhưng không trả, nên Vũ điều khiển xe mô tô mang theo một can xăng và một hộp quẹt ga đến nhà bà The. Đến nơi, sau khi lời qua tiếng lại, Vũ bất ngờ lấy can xăng đổ lên người Vũ. Bà The bỏ chạy thì bị Vũ đuổi theo và tạt can xăng vào người bà The lúc này con trai vũ chạy vào can ngăn thì vũ vẫn cố tình lấy bật lửa ga ra bật lửa nhưng do bật lửa vẫn còn nguyên trong túi ni lông nên không cháy người dân xung quanh thấy vậy lao vào giật lấy can xăng trên tay vũ nên vũ chạy xe về nhà và đến công an xã vĩnh khánh đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra xác minh làm rõ